Thị trường mua ròng nước ngoài mua ròng ngày hôm nay là 550 tỷ các bạn nha, gần như con số 550 tỷ. Thì các bạn có thể thấy là từ ngày 3 tháng 1 tới ngày hôm nay á, là nước ngoài mua ròng con số gần như là khoảng 1.700 tỷ trước đó, và ngày hôm nay là khoảng 550 tỷ nữa nha. Thì con số đâu đó nó chừng độ khoảng 2.200 đến 2.300 tỷ mọi người ạ. Đó. Thì các bạn có thể nhìn nè, trên màn hình hiện tại là vào ngày 22 tháng 12, tức là ngay chỗ này nè, nó có một cái giao cắt là đường MA10. Các bạn biết là trong kỹ thuật phân tích đó, đường MA10 tức là nó đang đại diện cho cái trung bình của 10 phiên, và đến lúc này nha, chúng ta đang nhìn thấy một cái hành động ngay cái vòng tròn này nè mọi người ạ. Tức là đường MA10 nó đang cố gắng là giao cắt lên đường MA20, tức là chỉ số thị trường VN-Index ngày hôm nay á, đến lúc lúc này hiện tại nha, nó không có dấu hiệu gọi là tích cực quá hoặc là xấu quá. Có nghĩa là hiện tại nó đang đi trong một cái trạng thái đi ngang. Bởi vì sao đi ngang các bạn ạ? Bởi vì hiện tại là cái đường MA, các bạn thấy nè, bởi vì hiện tại nha là đường MA20 nó đang có hiện tượng là duỗi ngang ra rồi đó, và nó đang tiệm cận lại cái vùng kháng cự trước đó là 1.065, ok ha. Và cái hỗ trợ lúc này của thị trường là rõ ràng chắc có lẽ nó sẽ đi trong một cái biên là 1.030, đó là một cái cú nén giá của thị trường hiện tại, ok. Thì mọi người có thể nhìn nhận nè, đối với quan điểm riêng của Thái Ngô nha, thật sự ngày hôm nay nó cũng không có gì mà gọi là khác biệt mọi người ạ. Quan điểm của mình trong cái giai đoạn này á, nếu mọi người có đầu tư á, thì các bạn cần phải lưu ý ha, là chúng ta hiện tại chỉ còn 2 tuần nữa là tới Tết âm rồi các bạn ạ. Đó là điều thứ nhất. Vì vậy mà cái tỷ trọng là chúng ta thường thường phải để cho nó tầm khoảng 20-30% thôi, là mình thấy là nó hợp lý á, nó an toàn và nó happy ha. Bởi vì là chúng ta cũng giai đoạn này là do cái tính thanh khoản thị trường một lần nữa nó bị giảm. Có thể thấy là mọi người ạ, ngày hôm nay thì đâu đó là cái giá trị nó còn 8.500 tỷ trên sàn HOSE. Còn riêng câu chuyện của khối lượng các bạn ha, là có khoảng 475 triệu cổ phiếu. Như vậy nó thấp hơn là 1 2 3 4, như vậy là thấp hơn 4 phiên trước đó. Nó chỉ ngang ngang đối với là những phiên trước Tết âm lịch, xin lỗi mọi người, trước Tết dương lịch nha. Thì đây có lẽ là một trong những cái đặc tính sắp tới của thị trường, ok. Bởi vì mà khi thị trường nó giao dịch như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng không có thể nào mà chúng ta phải mua quá trớn các bạn nha. Nếu mà thật sự ai muốn có mặt trong thị trường trong thời điểm hiện tại á, là các bạn chỉ có thể là đưa một cái tỷ trọng khoảng 20-30%, còn ai mà cao tay lắm thì các bạn phải có một cái lượng hàng gói đầu trước, để có khi là chúng ta sẽ xử lý những cái tình huống mà bất ngờ, chẳng hạn như là những cái câu chuyện về tin xấu. Tin xấu ở đây bây giờ chẳng mình thấy nhất rõ ràng nhất là những cái tin liên quan đến cái câu chuyện về về vĩ mô thôi các bạn. Ví dụ như chiến tranh nè, rồi cụ thể nhất là cái câu chuyện mà Trung Quốc ổng vừa mở cửa ra, thì không biết ổng có, ví dụ như vừa mở cửa ra mà cái tin tức xấu chẳng hạn về Covid hoặc là các chủng loại của Covid chẳng hạn ha, thì lúc đó là nó lại một lần nữa nó sát thương cao, cho nên là chúng ta vẫn cũng khá là sợ những cái tin tức. Và năm 2020 đó, 2019 là sau khi mà Tết vô lại ha, là cơ bản như là thị trường nó giảm luôn tới thời điểm đó ha. Còn về cái cách mua thì thật ra đối với những ai mà thật sự muốn thăm dò trong giai đoạn hiện tại, muốn có mặt trong thị trường nha, thì quan điểm của Thái Ngô là ok, chỉ có thể là me giá những cái vùng hỗ trợ. Ví dụ như ngày hôm nay nè, Thái Ngô vẫn tiếp tục là cho mọi người là coi thử có giá hỗ trợ hay không. Nếu mà thật sự không có giá hỗ trợ về những vùng đó, ví dụ như là cổ phiếu Trung Quốc mở cửa này, rồi cổ phiếu HVVCG, rồi đầu tư công, rồi thép vân vân, nếu mà thực sự thị trường nó về lại những vùng đó thì chúng ta mới có thể là giải ngân thôi. Còn nếu nó không về thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi các bạn nha. Bởi vì trong giai đoạn hiện tại mà chỉ cần mà chúng ta là mua sai, mua lơ lửng, hoặc là chúng ta là đi trước đón đầu theo kiểu mà mua red hoặc là phá vỡ cấu trúc mẫu hình đó, nhưng mà trong cái bối cảnh mà do dòng tiền nó chưa vào hoặc là nó chưa có một cái sự đồng thuận confirm lại một lần nữa nha. Trước mắt đó là VN-Index đó các bạn, nó đang nằm trong một cái kênh giá giảm vẫn tiếp tục ha. Dẫu biết rằng hiện tại mình vẫn kỳ vọng cho câu chuyện là sóng hai Elliott của nó sẽ tạo cái đáy quanh vùng giá khoảng 985 ha. Tuy nhiên mà để mà mình có nói kỹ trong những video trước rồi, thật sự mà nói khách quan á, nếu muốn thị trường mà thật sự muốn được cái chuyện đấy đó, là ổng phải tạo thành một cái sóng một của sóng 3, tức là hành động giá này nó phải vượt qua cái vùng đỉnh trước đó của sóng sóng một, tức là ít nhất nó phải đi qua cái vùng cản khoảng 1.100 để nó xác nhận được là tôi tạo đáy ở đây rồi nha, đáy sau cao hơn đáy trước, và cái đáy trước đó là ngày 16 tháng 11. Đây là góc nhìn của Thái Ngô, ok.
Còn về cái hỗ trợ lúc này thì rõ ràng là quanh cái vùng giá khoảng 1025 đến 1030 và kháng cự gần là 1065 đến 1070. Thì đây chính là cái cách mà thị trường nó sẽ dao động trong, mình nghĩ là trong khoảng 2 tuần sắp tới nó sẽ dao động theo kiểu này. Và dao động theo kiểu này thì rõ ràng là người ta sẽ bán kháng cự và người ta sẽ đâu đó người ta sẽ chực chờ mua những cổ phiếu mà nó đi rung lắc rồi vol nó suy kiệt các bạn ạ. Là người ta sẽ me những vùng giá hỗ trợ và người ta tham gia thôi ha. Và rõ ràng đây là một cuộc xác suất thôi các bạn, và chúng ta cứ chấp nhận hành động. Nếu muốn mua thì chỉ mua như vậy nó sẽ ok. Còn mà thật sự để mà khi nó bứt thoát qua được rồi á, các bạn muốn mua cao thì nó sẽ dễ hơn ha. Thì đây chính là cái góc nhìn của mình trong lúc này. Rồi ok, vì khi thị trường nó không vào các bạn nha, là cái hành động giá rồi khối lượng nó không tương thích với nhau, cho nên nó sẽ rất là dễ bị kéo đạp trong phiên. Ok, còn gì ạ? Nếu nói về thanh khoản thấp á, thanh khoản mà cực kỳ thấp á, thì bao giờ cái yếu tố tiêu cực nó vẫn nhiều hơn yếu tố tích cực nha. Thì đó là chúng ta phải lưu ý trước vấn đề này. Còn ở đây là chúng ta đang theo dõi cái câu chuyện là chúng ta sẽ theo dõi những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu. Để chúng ta có tham gia thì chúng ta sẽ tham gia theo cách này. Mình sẽ nói nó rất là rõ ràng như vậy để mọi người follow nha. Rồi, ok. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang đến với lại kênh YouTube của Thái Ngôi nha. Xin chào các bạn bên Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan. Và tất cả cô chú bên Mỹ nha. Chúng ta lại gặp nhau trong kênh YouTube ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ là bấm nút đăng ký nè. Rồi bật cái quả chuông bên cạnh để khi Thái Ngôi làm ra video này mọi người sẽ đón nhận được đầu tiên nha. Rồi. Nhiều khi trong quá trình Thái Ngôi làm video mọi người ạ, mình quá tập trung cho nên nhiều khi mình không cười được, cho nên mọi người cũng thông cảm nha. Ok. Thì đây chính là góc nhìn nhận của Thái Ngôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thẳng vấn đề luôn nha. Ngày hôm nay á, các bạn có thể thấy là ngân hàng là nhóm nó sẽ là nhóm tăng điểm nè. Rồi bất động sản là nó bị bán trong ATC và bán cuối phiên nha. Lát nữa mình sẽ đi xem. Rồi có một cổ phiếu ngày hôm nay là hàng không, là HVN, là cái cổ phiếu mà hưởng ứng cái câu chuyện của Trung Quốc mở cửa. Rồi sau đó là câu chuyện của thịt lợn Dabeco. Nhưng ai ngờ rằng á, Dabeco đánh rất là ảo ma Canada này các bạn. Đánh phát một là từ vùng giá, mình nhớ là từ vùng giá khoảng 16.3.4 nhá. Đang yên đang lành ha, đạp một phát một về lại giá thấp nhất trong phiên luôn. Cho nên mua bán lúc này nó rất là khó. Vì vậy mà chúng ta có mua thì chỉ mua hỗ trợ là đẹp nhất. Và hiện tại là ông này á, ông sẽ có một cái hỗ trợ đây nè các bạn. Đó. Đúng không ạ? Rồi cái hỗ trợ là quanh vùng giá này hoặc là gần nhất là vùng giá khoảng 10, mình nghĩ á, đâu đó là khoảng 14.7 đến 15. Đến 15 quanh cái vùng giá đó nha. Rồi, đó là cái cổ phiếu Dabeco. Như hoặc là HVN sáng ngày hôm nay là đóng trần này các bạn, nhưng mà sau đó là bị áp lực bán lại trong phiên ha. Bởi vì vừa mở cửa ra là thị trường nó tạo gáp liền nè, từ một cái giá thấp thứ nhất mà nó kéo lên tới đây đúng không ạ? Rồi tiếp theo là các bạn thấy rất là rõ nhóm giờ, nhóm dịch vụ tài chính, nhóm kim loại, có Hòa Phát. Hòa Phát ngày hôm nay là một cái cổ phiếu được nước ngoài mua ròng rất là mạnh. Cụ thể nha, Hòa Phát tiếp tục được mua ròng khoảng bao nhiêu triệu cổ phiếu? Ngày hôm nay là nước ngoài mua ròng gần như 90 tỷ Hòa Phát. Và trong đó là các bạn biết là mua ròng 4.450.000 cổ. Thì bởi vì nó sáng hôm nay có một cái tin tức là cái câu chuyện của Hòa Phát đó, có một cái lò cao được tiếp tục là mở cửa trở lại các bạn nha. Tức là ngày trước á, so với lại vài tháng trước thì là đóng hình như là 4-5 cái lò cao gì đó. Nhưng mà đến giai đoạn hiện tại là bắt đầu là cái hoạt động về sản xuất ok trở lại. Cho nên người ta cái nhu cầu tiêu dùng thép đó các bạn, thì đó chính là một trong những cái điểm bổ trợ của ngành này, ngành thép ha. Tuy nhiên điều này nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta nhìn vào câu chuyện của tin tức và các bạn sẽ mua cổ phiếu, nó không đúng ha. Các bạn phải coi về cái câu chuyện về cung cầu của quy luật nó. Ví dụ như Thái Ngôi có nói với các bạn là câu chuyện về cổ phiếu đầu tư công nè, rõ ràng nha. Những cái tên mà chúng ta sẽ chú ý như là HHV, rồi VCG, cái này là trong group VIP các bạn nha. LCG thì Thái Ngôi sẽ liên tục cập nhật cho mọi người. Có những thời điểm là mình sẽ tham gia và có những thời điểm mình sẽ đứng ngoài quan sát và có những thời điểm nào mình sẽ đánh rất là mạnh. Ok. Ví dụ như là năm 2023, 2024 á, thì mình có thấy là cái vấn đề mà giải ngân vốn đầu tư công rồi bla 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 các bạn sẽ được nhắc liên tục, được báo chí rồi lèo báo rồi ngay cả báo chính thống, báo lá cải nó sẽ đưa liên tục luôn. Thì ít nhất nó sẽ có một cái biển báo trong năm 2023-2024 á, nó sẽ có một cái sự kỳ vọng rất lớn và đây sẽ là một cái sự thật. Tuy nhiên là các bạn ạ, điều này nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ mua cổ phiếu đó một cách vô tội vạ, mà chúng ta phải, tại vì mình thấy là cái hình trình tăng giá của nó đó, nó sẽ có những đoạn là gặp ổ voi, ổ gà hoặc thậm chí nha, có những thời điểm là lái sẽ đạp cho thủng luôn, để cho nó sẽ làm cho cái tâm lý nhà đầu tư người ta sẽ không cầm nắm được cổ phiếu, hoặc là người ta sẽ nghi ngờ cổ phiếu. Và khi mà trạng thái mà nó tăng giá quay trở lại, ví dụ nha,
nó có đạt được những cái điểm mua đúng về kỹ thuật á, thì lúc đó đa phần nhà đầu tư về cảm xúc á, người ta sợ hãi, người ta sẽ không thể nào mua được. Thì đó chính là một cái cách vận động của cổ phiếu ha. Còn khi mà chúng ta đã mê được những cổ phiếu này, ok, chúng ta, bởi vì đây là một cái công cuộc xác suất thôi, thì chúng ta sẽ theo dõi nó, và sau đó là về những cái vùng nào mà chúng ta cảm nhận hợp lý á, thì chúng ta sẽ trải nghiệm như nó, ví dụ như 10-20% chúng ta sẽ enter, và sau đó chúng ta sẽ từ từ mua lên theo đúng như cái cách mà của đội lái hoặc là của nhà cái người ta hành động nha. Thì đó là chúng ta sẽ sống được trong thị trường này. Và các bạn chia ra cái tư duy và cái mindset mọi người làm như vậy á, thì mọi người sẽ rất là happy để đầu tư. Còn nếu mà mọi người đấu đá liên tục theo cái kiểu là ok trading 3-4% á, thì các bạn phải cực kỳ giỏi, cực kỳ bám bản luyện, và các bạn phải làm chủ chính cái kỹ thuật của mình á, ok nha. Rồi hoặc là mình nói về câu chuyện cổ phiếu khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại nè, đó, ví dụ như là những cái nhóm ngành nào, ok. Câu chuyện ngày hôm nay thì thị trường nó đóng cửa ở những phiên ở những cái phút buổi chiều á, là thị trường giảm giá. Trong đó ngày hôm nay cái áp lực giảm giá là 234 mã giảm và có 149 mã tăng các bạn nha. Trong đó thì các bạn nhìn ở câu chuyện VN30 á, là mã tăng điểm mạnh nhất ngày hôm nay là có Vietcombank nè. Rồi mã giảm điểm mạnh nhất ngày hôm nay là có BDR, MWG, có VIX và cái câu chuyện của Paul ha. Đó là một vòng sơ lược. Bây giờ mình sẽ đi qua những cái nhóm mà nổi trội nhất ngày hôm nay mình thấy á, là nhóm gì nhóm giảm điểm á nha, là nhóm cuối phiên là bất động sản nè. Tại sao? Bởi vì có những thời điểm là nó kéo lên rồi nó đạp trở lại các bạn ạ, như BDR nè, sale nè các bạn, sale là nhóm giảm điểm trở lại nha. Đó, và cái hành động giá này bắt đầu nó quay trở lại, nó sẽ tìm hỗ trợ. Như vậy chúng ta ở những cái nút này nè, khi mà cổ phiếu nó chưa vượt qua MA20 thì chúng ta vẫn chưa nói lên được điều gì cả, và cái hành động giá nó không dứt khoát thì chúng ta sẽ không mua. Còn khi mà các bạn muốn mua thấp á, là các bạn phải cập nhật các bạn phải chấp nhận cái cuộc chơi á, là sao ạ? Nếu trường hợp nó quay trở lại retest những vùng giá khoảng 17.8 chẳng hạn này ha, đó, hoặc là các bạn có một cái công cụ đơn giản thôi. Nếu các bạn xác nhận đây là một, các bạn sẽ sử dụng Fibonacci. Rồi nếu các bạn coi đây là một cái quãng đường á, thì ông này ông phải test trở lại vùng giá khoảng 18.3-18.4 á, thì lúc đó các bạn có thể là enter một cái lệnh, hoặc là 17.8, đó, nó có những cái cột mốc như vậy. Rồi còn mình thì hiện tại là mình sẽ chưa tham gia những cổ phiếu này, ok à? Bởi vì đây là nhóm bất động sản, thì mình còn về các bạn mà có cái khẩu vị về đầu tư đi lâu dài á, thì nó lại là câu chuyện khác, các bạn phải làm rõ cái này trước. Thì mình thấy là cuối phiên hôm nay thì gần như là bị đạp bán, ví dụ như là sale nè, rồi đích thì thật sự là cũng chỉ là bán vân nhẹ thôi các bạn. Giai đoạn hiện tại bởi vì những cổ phiếu này nè, nó không nằm trên cái đường MA20, cho nên cái hành động giá lúc này nó vẫn đang đi tìm dò đáy các bạn nha. Các bạn lưu ý cái chỗ này, tại vì nó không mạnh. Nó không mạnh là sao ạ? Nó không mạnh rất là rõ là bởi vì nó đang nằm dưới những cái vùng cản đó bạn. Các bạn hình dung câu chuyện như vậy nó sẽ rất là dễ. Còn ví dụ như cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu mà nó vượt, đây nè, Vietcombank chẳng hạn, đó, nó mạnh nè các bạn, vì phía trước đó trống trơn nè, phía trước là bầu trời đúng không ạ? Đó, cũng thì hai cái góc nhìn mà các bạn sẽ thấy nè, sell nè, rồi dick nè. Đó, dưới này nó cản từ lưa hoặc dưa, có nghĩa là nó lên trên này nè, nó có nguyên một cái vùng cản cổ phiếu, thì để cái đó được người ta được gọi là kháng cự ha, và nó đang nằm ở dưới đường MA20 luôn. Rồi là ví dụ như là những cổ phiếu đó là cổ phiếu của dòng bất động sản nha. Còn bây giờ mình sẽ nói về những cổ phiếu mà có cái câu chuyện của nó, ví dụ cụ thể luôn đó là VCG nữa các bạn. Nếu trường hợp mà mình có tham gia cổ phiếu VCG thì mình có nói với mọi người rồi, mình sẽ chấp nhận là chờ giá ở vùng giá khoảng 17.5-17.8, ví dụ vậy ha, thì mình sẽ enter một cái lệnh để thăm dò thử xem sao. Đơn giản thôi, nếu mà nó về đó thì mình cứ tham gia 5-10% gì đó, hoặc là 15, ai mà gan hơn thì 20%. Tại vì có sức chơi là sẽ có cái gì, chúng ta sẽ có cái khẩu vị. Bởi vì lúc này nó sẽ giao dịch như vậy thôi, tại vì nó rất là khó giao dịch. Không mua là các bạn sẽ gặp một cái bài toán như thế này nè. Ví dụ ANV nha, mình lấy một ví dụ nè, các bạn sẽ hình dung ra câu chuyện nè. Vào ngày 3 tháng 1 á, đúng y như cái ngày mà nó vượt qua đường MA20 và bắt đầu nó vượt luôn. Tức là các bạn ạ, khi mà lái mà nó kéo á, thì nó sẽ đi một đoạn như thế này, và lúc đó chúng ta sẽ không biết điểm mua, thà chúng ta bỏ nha. Cho nên là đối với cách mua giai đoạn hiện tại á, là một á, các bạn đã mê cái cổ phiếu đó rồi, nó có cái câu chuyện, có vị thế rồi đó, là các bạn phải enter.
chứ không là các bạn sẽ cứ chờ đợi rồi cứ quan sát rồi đến lúc mà nó thật sự. Dĩ nhiên á, quan sát là yếu tố chúng ta phải có trước khi chúng ta hành động nha. Và sau mà khi mà chúng ta hành động là chúng ta cứ nhắm mắt rồi. Nói về hỗ trợ, không mua được nhiều thì cũng mua được ít 5-10%. Tại vì bạn không mua thì người khác cũng mua. Đó là cái cách mà giao dịch trong lúc này nha. Mình nói là trong thời điểm lúc này. Còn khi mà chúng ta đã mua thành công rồi á, mà khi cổ phiếu nó có những cái điểm gọi là phá vỡ cấu trúc mẫu hình á, lúc đó các bạn sẽ mua tăng lên cũng ok. Đó là cách giao dịch nha. Ngay cả như cổ phiếu HHV nè, là một cái mẫu hình là vai đầu vai, khi nó tăng lên bắt đầu nó retest trở lại là hoàn toàn xứng đáng. Và lúc này chúng ta sẽ chờ cái hành động mua sau các bạn, đúng không ạ? Bây giờ có hai cái điểm mua, là một là vùng giá khoảng 9.9, tức là vùng đỉnh cũ nè. Hai là vùng giá khoảng 9.6, đại khái gì thôi. Thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng một cái Fibonacci hồi thối lui. Rồi ok, rất là rõ nha. Đó, nó sẽ tìm lại những cái vùng hỗ trợ cho các bạn. Ví dụ như là 9.9 nè, hoặc là 9.6 của nguyên một cái quá trình hồi phục trở lại. Rất là chi tiết nha. Hoặc là anh chàng LCG, tại vì ba cổ phiếu này là ba cổ phiếu mạnh của dòng này. Các bạn thấy không ạ? Ok, các bạn nhớ nha, bấm nút đăng ký nè. Ok, quá hay đúng không ạ? Bấm nút đăng ký nè, bật quả chuông bên cạnh. Bởi vì đây là mình nỗ lực, mình làm rất là chân thành và rất là kỹ lưỡng nha. Nói rất là rõ luôn cho mọi người. Còn anh chị nào thật sự muốn vào group VIP của Thái Ngô thì hãy để lại nhắn tin qua Zalo nha. Và Thái có nói trước là Thái chỉ có thu phí 500 ngàn một tháng. Và Thái sẽ gọi điện phỏng vấn trực tiếp cho mọi người. Vì mình rất là rõ ràng ha. Rồi, tiếp tục. Ví dụ như là LCG thì mình cũng chú ý, ok, nếu anh chàng này mà anh quay trở lại, anh test những vùng giá như 7.8, ấy xin lỗi mọi người, 7.9 hoặc là 7.7 đến 7.9 nha, mà mình sẽ enter, ok. Rồi, tiếp theo là cổ phiếu đầu tư công xong rồi đúng không ạ, vật liệu xây dựng KSB thử xem sao. KSB cũng là một cổ phiếu nó tăng trước đó, nhưng mà giai đoạn hiện tại nó vẫn đang giai đoạn đi ngang này các bạn, nó vẫn chưa có dấu hiệu suy nhê gì cả. Lực bán tiềm tàng mà nếu nó quay trở lại nó test thì mình sẽ me những vùng giá, ví dụ gần nhất là vùng giá khoảng 19 trở lên chẳng hạn vậy ha, bởi vì nó bám cái đường trendline này các bạn nè. Và cổ phiếu mạnh là nó sẽ như vậy đó, thì mình sẽ me những cổ phiếu như vậy, ok. Rồi, đó là cổ phiếu vật liệu xây dựng nè. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu xây dựng á, là FCN. Hiện tại là mình chưa mua thì mình sẽ chờ đợi tiếp tục, tại vì ông này đã red qua được cái đường trendline. Các bạn còn nhớ câu chuyện mà Thái Ngô chia sẻ hôm trước mà. Đây nè. Đây là một cái bài học xương máu đây các bạn nè. Đó. Thì các bạn khi nhìn vào câu chuyện này nè, là FCN cũng là một cái cổ phiếu đó đã vượt được cái đường này rồi. Thậm chí là đang đóng nến được trên những cái đường hỗ trợ rất là quan trọng như là EMA10, EMA20. Thì nếu mà mọi người ạ, nó về lại những vùng đó thì đối với một cái người mà quan sát như mình thì mình sẽ enter đầu tiên để mình xem ha. Thì ví dụ gần nhất là vùng giá khoảng 9.7. Tại vì đã nói rồi, trong thị trường này là một thị trường của xác suất, và có những thời điểm chúng ta sẽ biết cách mua như thế nào, phải linh chuyển nha, phải luân chuyển cái phong cách của mình. Và có những thời điểm là chúng ta chỉ đứng im và chúng ta không mua, còn có những thời điểm là nó đã vượt được những cái vùng kháng cự rồi, nó quay trở lại nó retest với lại một cái lượng vol thấp á, là chứng tỏ là một cái hành động và chốt lời có trật tự, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục là lên tàu khi chúng ta đã chưa kịp lên tàu ở những giai đoạn trước, không hơn là chúng ta sẽ mua FOMO, các bạn nhớ nha. Đó, thì ông này sẽ quanh vùng giá khoảng 9.7. Rồi, và mình sẽ có gì thì mình sẽ cập nhật cho mọi người trong group VIP. Đó là cổ phiếu mà mình sẽ quan sát tiếp theo. Rồi tới anh nào nữa ạ? Rồi đầu tư công xây dựng là thép. Ok, thép hiện tại là ha, Hòa Phát. Hòa Phát thì với một góc nhìn này thì mình sẽ để đâu đó nó sẽ quanh vùng giá khoảng là bao nhiêu các bạn ạ? 18.8 đến 18.9 nha. Bởi vì hiện tại cái vùng giá này là cái vùng mà nó vừa vượt qua cái vùng cản, thì bắt đầu nó sẽ tạo thành một cái vùng hỗ trợ. Thì đó sẽ là vùng hỗ trợ cổ phiếu này. Nếu ai mà thật sự có khẩu vị thì chấp nhận là vì đó các bạn sẽ lượm đặt thêm. Đó là ok. Ngay cả như Hoa Sen cũng tương tự như vậy. Và tại vì đây là một cái cổ phiếu nó đang đóng nến được trên đường EMA20 khoảng 4 phiên rồi các bạn ạ. Thì đối với những hành động này, nếu trường hợp nó có những cái phiên đây nè, nó vẫn đang giữ lửa được đúng không ạ? Đó, vẫn giữ được một cái đường trendline như thế này. Ở đây các bạn chưa thấy rõ nè, bây giờ mình sẽ vẽ trở lại nha. Ok. Thì nếu trường hợp mà ông này các bạn có khẩu vị về giống thép á, mà ông quay trở lại ông test những cái vùng ví dụ như 12, quanh quanh 12 đến 12.3 chẳng hạn, các bạn có thể tham gia được. Quanh quanh con số tương đối thôi. Thì đó là một cái nhóm thép. Vì không có thời gian cho nên mình sẽ nói tập trung chi tiết cho các bạn nha. Rồi VND là nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán hiện tại là riêng cổ phiếu này thì nó lại không đang không nằm trên đường EMA 20.
VCI thì xem. VCI ngược lại thì mạnh. Như vậy là nếu mà trường hợp á, các bạn sẽ chọn một những cổ phiếu nào mà nó đang nằm trên đường EMA 20 á, thì khi mà nó quay bung bách ngược trở lại vùng giá khoảng là 24.8 á, thì đối với những ai mà mua hỗ trợ thì bạn sẽ mua những vùng giá này 24.4 đến 24.8 nha. Rồi SSI cũng là cổ phiếu mà nó đang ngấp nghé các bạn. Có nghĩa là hiện tại hành động giá lúc này nè, nó vẫn đang chưa thật sự sẵn sàng cho việc tăng hoặc là việc giảm. Bởi vì sao ạ? Nó có một cái động thái hỗ trợ của nước ngoài ha. Động thái hỗ trợ mua ròng của nước ngoài. Bên cạnh đó là những cổ phiếu này nó vẫn đang trong một cái giai đoạn môi trường là không có vol. Tức là lúc này á, nhà đầu tư trong nước á, đang còn khoảng một tuần mấy nữa là chúng ta sẽ kết thúc tuần giao dịch, một năm giao dịch âm lịch nha. Đến Tết rồi cho nên là mọi người gần như là không muốn mua bán gì nhiều. Vì vậy mà các bạn mua bán thì các bạn phải làm chủ với cái thị trọng của mình. Nếu mà trường hợp mình là người mua nha, thì mình sẽ chấp nhận mình xem thử có quay trở lại vùng giá khoảng 18.3 hay không, thì mình sẽ enter. Tại vì mình chưa mua những cổ phiếu này thì mình sẽ chờ đợi như vậy thôi. Rồi, thì các bạn cũng nên chú ý một trong những cổ phiếu chứng khoán để chúng ta sẽ đưa vào trong cái watchlist của mình đó. Tiếp theo là cổ phiếu ví dụ như là thủy sản cá tra, thì ADA nè, các bạn hợp lý không? Có nghĩa là về lại những vùng kháng cự này chắc cú là không mua rồi. Nhưng mà bây giờ nếu trường hợp nó quay trở lại, nó test retest là quanh vùng giá khoảng 11.5 hoặc là đến vùng giá khoảng 11.8 chẳng hạn nha, thì mình nghĩ là quanh cái vùng hỗ trợ đó đó, lắp cái gap. Thật ra cái việc mua chỗ này là mọi người phải lưu ý nha, là chúng ta đang đi trước đón đầu. Thái Ngô nói tại sao nó Thái Ngô nói điều đó, tại vì á, các bạn mua hỗ trợ không đồng nghĩa với việc là nó sẽ giữ được hỗ trợ, vì có những tình huống là nó sẽ thủng luôn hỗ trợ, đúng không ạ? Rất là nhiều. Vì vậy mà nếu các bạn mà thật sự là thấy được cái tính đáy thị trường lúc này và bạn đặt cược với chiều tăng á, thì các bạn nên hành động 10% chỗ vùng đó. Tại vì mình rất là sợ là nếu trường hợp nó về đó mà nó bật nhanh lên á, thì bắt đầu cái tâm lý của mọi người, bởi vì không có vol mà, cái bắt đầu mọi người sẽ rén, và nó khi nó tăng lên cái nó vượt qua cái vùng giá mà các bạn mua á, thì các bạn sẽ tiếp tục đứng ở dưới ga. Vì vậy thay vì mà các bạn đã có me những cổ phiếu nào rồi, các bạn quan sát nè, sau đó các bạn có những vùng hỗ trợ, các bạn cứ thế mà làm thôi, rồi sau đó các bạn quản trị rủi ro thế thôi cho nó đơn giản, hoặc là các bạn cầm một chút cũng được. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Trừ khi mà thị trường nó có vol cực kỳ ok á, mà nó phản ánh một cái lực lượng cung cầu là ok, khi có vol vào, khối lượng vào mà cái hành động giá nó tỷ lệ thuận như vậy á, thì nó đang kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện là ok, tôi giảm có lý do hoặc tôi tăng có lý do. Còn lúc này á là vol nó thật sự rất là thấp. Vì vậy mà khi các bạn có một cái sự kỳ vọng tăng á, thì các bạn chỉ còn cách mua là chấp nhận chờ đợi về những vùng hỗ trợ. Các bạn nhớ chỗ này nha. Còn không, các bạn không mua được á nha, thì nó sẽ rất là dễ bị trượt giá. Tại vì khi nó tăng lúc này rất là ảo, lái lúc này nó kéo rất là ảo các bạn nha. Nó ảo lắm, nhiều khi là chỉ cần 1-2 phút là các bạn đã vượt qua cái vùng giá đó rồi, các bạn sẽ không thể nào mua được. Thì đó chính là cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư trong lúc này. Còn đối với mình thì lúc này các bạn mua không phải là mua để làm giàu, mà là các bạn là mua là các bạn sẽ cọ sát, các bạn sẽ học hỏi và các bạn sẽ đi ra một cái thị trọng vừa phải để mọi người sẽ ngủ ngon và phòng chờ những tình huống xấu, bởi vì chúng ta không biết được, đúng không ạ? Riêng ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta còn kẹp trong một cái câu chuyện là của lãi suất nha. Vì vậy mà mọi người lưu ý, thật ra khi cái bài toán về lãi suất mà nó được hạ nhiệt thì chắc cú rằng là chứng khoán nó sẽ tăng trở lại. Đó là cái dấu hiệu liên tục, trong đúng liên tục ha, chứ không phải là sai. Cứ khi nào mà dấu hiệu mà lãi suất nó tăng từ 4-5% rồi 7% y như rằng nó đã tạo đỉnh luôn vùng giá khoảng 1.500 mấy chục đó. Nhưng mà đến giai đoạn hiện tại nó bắt đầu nó tăng lên một cái ngưỡng rất là lớn rồi, khoảng 11-12, thậm chí có những nơi là 13% ví dụ vậy ha. Thì bây giờ làm sao cái bài toán về lãi suất nó đi kiềm chế được lãi suất á, và lãi suất mà có dấu hiệu hạ nhiệt trong lòng thị trường luôn, tức là trong lòng nước ta nè ha, thì lúc đó là chứng tỏ là dòng tiền người ta sẽ không mặn mà đối với lại cái khoản tiết kiệm nữa, người ta sẽ tập trung rất mạnh bên đây. Thì đó là cái cách mà các bạn phải có những thời điểm là có phải có thiên thời địa lợi và nhân hòa các bạn nha. Đó là câu chuyện của thủy sản nè, đầu tư công, rồi bất động sản, chứng khoán, thép, ngay cả như cổ phiếu của thịt heo như thế này. HAG thì có lẽ là các bạn thấy không ạ? Khi cổ phiếu vượt vùng giá chính số tròn nè, sau đó là có cho hành động là chốt lãi rồi retest rồi đi liên tục, chứ nó không phải là trơn tru mượt mà đâu. Và như vậy là các bạn có ai có khẩu vị á, thì nếu mà trường hợp các bạn muốn mua thì cứ thế mà làm trên vùng giá chính quanh quanh đó các bạn sẽ mua. Rồi sau đó các bạn đợi chờ khi nào mà thật sự nó có dấu hiệu mà
Nếu mà cổ phiếu tăng giá vượt qua vùng giá khoảng 10, các bạn sẽ tiếp tục một cái hành động là mua tiếp theo, mua gia tăng ngay chỗ vùng này là vùng tròn này các bạn nè. Đó. Còn ở chỗ này các bạn đừng mua nhiều nha, bởi vì á, ai cũng nghĩ dễ như vậy thì thật sự lái nó đạp một phát một thì sao đúng không ạ? Cho nên cái hành động giá của mình là mình nắm vừa phải thôi, khi mà giá tăng thì mình mới mua trung bình lên là ok. Rồi, thì cơ bản lúc này nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn ạ. MBS. À, ok, ông này bị trả ngược lại. À, BVD, nhóm dầu khí nha. Nhóm dầu khí là tiếp tục là một cái hành động ổn nè. Ngày hôm nay là nước ngoài mua ròng BVD rất là mạnh. Thống kê là ông này là mua được 10.000 tỷ. À, xin lỗi mọi người, 10,33 tỷ. Nói nhầm phải. À, trong đó là mua ròng khoảng 555.000 cổ phiếu. Ok. Có những thời điểm là nó đạt một cái gì ạ? À? Nè, mua mấy chục ngàn, mua hàng trăm ngàn cổ phiếu nha. Nó kéo rất là lẹ. Đây nè, có những lúc là 14 giờ 17 phút là mua khoảng 359.000 cổ phiếu, đó là tay mua. Thì thật ra là BVD lúc này nó cũng vẫn đang nằm ở một cái kênh giá dưới đó các bạn. Thì đây là một cái bài học mà mình có chia sẻ với mọi người rồi ha. Đây bài học xương máu nè. À, nếu mà thật sự các bạn có khẩu vị và ông này ở một vùng hỗ trợ này thì mình có nhắc với mọi người trong group rồi, vẫn tiếp tục cầm nắm. Chỉ cần là khi nào nó vượt qua được cái vùng cản này thì mình sẽ mua thêm. Và bây giờ nó đang thể hiện một cái lực nén rất là ổn, cộng thêm một cái dấu hiệu ngày hôm nay là có dòng tiền của tay vào. BVC cũng tương tự như vậy thôi ha. Mua những vùng giá này thì đối với ai chốt lãi thì chốt, còn mình thấy là nó đang hiện tượng là đi ngang khoảng vài phiên vẫn ổn ha. Đi ngang vài phiên thì đối với những ai mà mua bù thì họ đã mua theo cách mà mình có nói rồi. Còn bây giờ ha, cứ tiếp tục cầm nắm thôi. Và mua bán là một là các bạn bán là khi bạn lời được khoảng 10 hoặc là 15%, chủ ý các bạn tùy nha. Rồi sau đó là ai mà thật sự cầm nắm thì nó lại câu chuyện khác. Chúng ta phải cầm nắm thì lúc đó các bạn sẽ nâng cái chặn lỗ của các bạn đó, nó sẽ bằng ngay cái điểm hỗ trợ để các bạn hòa vốn nha. Thì đó chính là cái góc nhìn của Thái Ngô trong giai đoạn hiện tại. Thì lúc này là chúng ta vẫn tiếp tục quan sát theo dõi thị trường và chờ thêm là thị trường nó sẽ có những cái hỗ trợ như thế nào, những cổ phiếu nào, và chúng ta sẽ quan sát trong lòng thị trường hàng ngày nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Ai có câu hỏi gì để lại phần bình luận bên dưới nha. Bye bye. Và mọi người nhớ nha, bấm nút đăng ký, bật qua chung bên cạnh nha. Và ai vào group VIP thì cho thấy hay. Bye bye.